An Trĩ Vương, nay đã có thêm An Trĩ Vương Gel, hiệu quả đã được chứng minh. Sếp bị sao vậy ạ? Tôi bị đau trĩ, mấy bữa nay cứ ngồi là đau buốt chịu không có nổi. Anh tài xế tụi em bị sốt đấy mà, sếp uống An Trĩ Vương đi ạ? Giờ nặng rồi, uống còn được không? Sếp yên tâm, kiên trì là ổn ngay. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Trĩ Vương, bào chế từ các dược liệu thiên nhiên. An Trĩ Vương dùng cho người bệnh trĩ, bị chảy máu, sa búa trĩ, viêm nứt hậu môn, hỗ trợ tăng cường sức bền thành mạch, làm dịu nhanh cơn đau rát khó chịu của bệnh trĩ, hỗ trợ giảm nguy cơ táo bón, dùng được cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Trĩ Vương, nay đã có thêm An Trĩ Vương Gel, hiệu quả đã được chứng minh.